Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá lúa gạo sáng hôm nay, ngày 4 tháng 5 năm 2024 trên kênh Thị trường Online. Chúc quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, ghi nhận mới nhất sáng nay, giá lúa gạo ngày 4 tháng 5 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng giảm trái chiều với lúa và gạo. Theo đó, giá gạo đồng loạt tăng, trong khi đó thì giá một số loại lúa giảm. Trên thị trường gạo, giá gạo hôm nay đồng loạt tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR504 ổn định quanh mốc 11.700 đồng tới 11.800 đồng 1 kg, tăng 100 đồng trên 1 kg. Gạo thành phẩm IR504 ở mức 14.000 tới 14.100 đồng, tăng 100 đồng trên 1 kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm hôm nay điều chỉnh tăng với cám khô, trong khi tiếp tục giữ ổn định với tấm. Cụ thể, giá tấm OM5451 duy trì ổn định ở mức 10.400 đồng tới 10.500 đồng 1 kg. Cám khô tiếp tục tăng 150 tới 200 đồng trên 1 kg, lên mức 5.900 đồng tới 6.000 đồng 1 kg. Thưa quý bà con và các bạn, ghi nhận tại An Cư Cái Bè, Tiền Giang gạo đẹp nguồn ít, giao dịch chậm. Tại Sa Đéc Đồng Tháp, lượng ít, kho mua lai dài, giá gạo đẹp tăng nhẹ 20 tới 30 đồng trên kg. Giao dịch cám tốt hơn. Tại Tân Hiệp Kiên Giang, kho mua cầm chừng, giá các loại bình ổn. Với gạo nếp, nguồn gạo ít, giao dịch chậm, giá gạo nếp duy trì vững, nguồn lúa còn lại ít, nông dân chào giá nhóng. Tại các chợ lẻ giá gạo cũng không có biến động. Hiện giá gạo thường dao động quanh mốc 15.000 tới 16.000 đồng trên kg, gạo Jasmine 17.500 tới 19.000 đồng trên kg, gạo nàng nhen 26.000 đồng trên kg, thơm thái hạt dài 19.000 tới 20.000 đồng trên kg, gạo hương lài 20.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 18.000 đồng trên kg, gạo nàng hoa 19.500 đồng trên kg, gạo sóc thường 18.000 tới 19.000 đồng trên kg, gạo sóc thái giá 18.500 đồng trên kg, gạo nhật giá 22.000 đồng trên kg. Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa IR504 dao động quanh mức 7.400 tới 7.600 đồng trên kg. Lúa OM5451 duy trì ổn định ở mức 7.600 tới 7.800 đồng trên kg. Lúa OM380 dao động quanh mốc 7.500 tới 7.600 đồng trên kg. Lúa nếp Long An khô giá ổn định 9.600 tới 9.800 đồng trên kg. Lúa Đài Thơm 8 giá ở mức 8.000 tới 8.200 đồng trên kg. Nàng Hoa 9 ở mức 7.600 tới 7.700 đồng trên kg. Lúa Nhật giá 7.800 tới 8.000 đồng trên kg. Riêng lúa OM18 giảm 200 đồng trên kg xuống còn 7.800 tới 8.000 đồng trên kg. Ghi nhận tại các địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay giá lúa tươi vụ hè thu giữ vững so với hôm qua. Tại các đồng ở Cần Thơ, Kiên Giang, nguồn ít, giá đi ngang. Nguồn lúa nối vụ tại khu vực Đồng Tháp có lai dai, chào bán khá. Lúa khô nhu cầu chưa nhiều. Chủ yếu kho gạo chợ hỏi mua loại đẹp, giá tương đối ổn định. Nhu cầu mua lúa hè thu lai dai, giá biến động nhẹ. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu bật tăng trở lại. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu 5% tấm hiện ở mức 580 USD trên tấn, tăng 3 USD trên tấn. Gạo 25% tấm ở mức 554 USD trên tấn, tăng 2 USD trên tấn. Riêng gạo 100% tấm duy trì ổn định ở mức 470 USD trên tấn. Thưa quý vị và các bạn, nhận định về thị trường gạo quý 2 năm 2024, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đánh giá, giá gạo thế giới và gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ vẫn duy trì ở mức cao. Nguyên nhân do nguồn cung gạo trên thế giới vẫn thu hẹp, do điều kiện thời tiết bất lợi, nhiều quốc gia cung ứng lớn buộc phải cấm và hạn chế xuất khẩu. Trong khi đó, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là Ấn Độ, vẫn chưa gỡ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng kể từ giữa năm ngoái. Thái Lan cũng sẽ cắt giảm lượng gạo xuất khẩu để đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Mặc dù ghi nhận kết quả cao, song theo các chuyên gia xuất khẩu gạo vẫn đang đứng trước nhiều thách thức. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay là tình trạng biến động thời tiết. Cùng với đó là những rủi ro kinh tế, chính trị trên thế giới khiến thị trường gạo diễn biến khó lường. Giá cước vận tải liên tục tăng cao cũng khiến chi phí của doanh nghiệp tăng lên. Ngoài ra, vấn đề tín dụng cũng được cộng đồng thương nhân xuất khẩu gạo quan tâm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin về giá lúa gạo hôm nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.